Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Guppy của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật tất cả những cái dòng cá đang bán tại trại cá bể màu của mình nha. Rồi đến với dòng cá đầu tiên thì mình sẽ quay cho anh em xem, đó chính là dòng Full Red PDS giống. Loại này mình đang bán với giá là 500.000 một cặp nha anh em. Thì tí nữa mình sẽ quay cho anh em xem cái loại 300 và loại 150k ở phía sau. Rồi đó, đến với cái bộ cá của mình thì vây đuôi nó rất là đều nè, và cái bảng màu của nó là luôn luôn đỏ huyết nha. Anh em đang xem loại 500.000 một cặp. Mời anh em xem cá. Và đây là loại Full Red PDS 300.000 một cặp. Đấy, cái này là giá tầm trung đây. Anh em sẽ rất là dễ tiếp cận với cái dòng cá và cái phân khúc này. Đấy, vây đuôi cũng rất là dày dặn nha anh em. Size cá này là nó 2 tháng rưỡi nha anh em. Rồi, và đây là loại Full Red PDS 150k một cặp. Thì có nhiều anh em hỏi mình là tại sao giá nó lại trên nhau như vậy. Anh em hãy chú ý vô những cái vây và cái đuôi nha. Thì cái loại 150.000 này, cái vây của nó chắc chắn sẽ không bằng cái loại 300 và cái loại 500 rồi. Đấy, nhưng mà cái loại này làm giống vẫn rất là ok luôn nha anh em. Đấy, vây đuôi rất là đã nè. Màu của nó vẫn là đỏ huyết thôi, chứ không có bị lợt hay bị gì hết. Đấy, body cá rất là đều nha, rất là sung. Rồi đến với dòng thứ hai, đây chính là dòng Lutobass PDS Big Tail bên mình. Đấy, loại này mình đang bán với giá là 300.000 một trio. Hiện tại thì mình chỉ còn hàng này thôi nha anh em. Rồi với lại hàng 70.000 một trio, thì vài bữa nữa sẽ lên cái hàng cao cấp hơn. Body nhìn rất là dày dặn luôn, và cái góc đuôi của nó rất là rộng nè, vây nó là vây tròn. Cái bộ của mình nó đẻ nó lên vây PDS á, thì đều đa số là nó sẽ lên vây tròn hết nha anh em. Một màu xanh thiên thanh rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với dòng cá thứ ba, đây chính là dòng rồng đỏ PDS Hóc Môn bên mình. Đây, loại này phun tia luôn nha anh em. Vây đuôi rất là dày nè, hoa văn tia rất là rõ nét luôn. Body nhìn rất là lực lưỡng luôn nha. Hiện tại thì mình chỉ có loại 350 này thôi, vài bữa nữa mình sẽ lên cái loại cao cấp hơn cho anh em. Rồi, đây là dòng rồng đỏ PDS Hóc Môn, loại 150k một cặp. Đấy, cái giá này mình làm nó mềm xuống hơn chút xíu để cho anh em dễ tiếp cận nha. Vây đuôi cũng rất là đẹp nè. Đuôi Hóc Môn, vây PDS nó cũng là full tia luôn nha anh em. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với dòng cá thứ tư, đây chính là dòng HB Retro bên mình. Và cái loại này là loại VIP nhất bên mình nha. Mình đang bán với giá là 700.000 một cặp. Thì vây đuôi nó rô rủ rượi luôn em, nhìn rất là đã. Thì cái size cá này nó chưa có bung hết cỡ đâu. Size này nó mới cỡ tầm 2 tháng rưỡi đến 3 tháng à. Mấy con cá mái á, thì nó sẽ bung sâu những con cá trống nha. Mấy con cá mái này tương lai nó sẽ lên vây câu ly hết. Đó, lên vây bắp cải anh em. Anh em thấy cái bộ cá bên mình đã không? Và cái bộ HB Red bên mình là đẻ ra lên 100% vây đỏ hết. Thì xíu nữa mình sẽ quay cho anh em xem. Rồi đây là cái loại HB Retro 500.000 một cặp. Vây đuôi thì nó sẽ thua cái loại 700k kia chút xíu. Mà anh em nào không tiếp cận được cái dòng trên 700 thì mình mua cái loại 500 này cũng được. Thì cái loại 500 này, tất cả những cái loại HB Red ở bên mình nhiều phân giá, nhưng mà nó cùng là một bộ gen nha anh em. Nó tất cả cùng là một bộ gen hết. Và cái gen bên mình, HB Red bên mình nó sẽ đẻ ra thêm AB Retro nữa.
Hay cá rất là sung và khỏe luôn nha. Rồi mình sẽ quay cho anh em xem cái loại HP Retro 300.000 một cặp. Đấy, 300.000 cũng là vây đỏ hoàn toàn luôn, rất là đẹp. Body rất là dày dặn nha. Rồi và đây là cái loại HP Retro 150k một cặp. Mình làm ra rất là nhiều giá luôn để cho anh em có thể lựa chọn lựa. Đấy, và anh em xem cái mẫu cá, anh em thích cái mẫu nào, anh em muốn mua tầm nào thì anh em nhắn tin Zalo cho mình. Rồi HP Retro này thì cũng vẫn có cái loại cá học sinh luôn nha, là 35.000 một cặp. Mình để ở gần cuối video á, xíu nữa mình quay tới chỗ đó cho anh em xem. 150k một cặp mà rất là đẹp nè. Rồi đây là một cái dòng cá mà nó khá là ít trên thị trường và chưa có ai có số lượng hết nha. Đây chính là cái dòng cá Ivory. Giá của tụi này là 150k một cặp nha anh em. Này là Ivory BDS hắc môn luôn á. Một cái màu tím ngà voi á, nhìn nó rất là đẹp. Cái loại này cao cấp hơn vẫn có nha. Anh em nào mà cần cái loại cao cấp hơn thì nhắn cho mình. Hiện tại thì mình đang bán cái loại 150k một cặp này thôi. Rồi và đây là dòng cá Bingo Ribbon. Hôm nay mình lên thêm 2-3 cái dòng lạ cho anh em xem, rồi anh em tham khảo thêm nha. Rồi cái loại này mình đang bán với giá là 90.000 một cặp. Đây, cá rất là sung và khỏe luôn nha. Ribbon tay bươi bướm Finsi. Mấy con cá này nhìn màu nó ngộ lắm anh em, nhìn nó dễ thương sao ấy. Rồi tiếp theo là đến với một cái dòng cá mà độc lạ nữa nè. Đây, đây chính là cái dòng cá Blue Coin. Những con trống thì nó sẽ lên cái hoa văn ở bên hông, nó kiểu như snake anh em, kiểu như da rắn á. Không, còn trên đầu của nó là nó có một cái chấm xanh, cá trống và cá mái đều có chấm xanh hết, là gọi là Blue Coin. Còn cái đuôi của nó mình nhận xét thì nó giống như những con cá mô sắc á nè. Giống như những con cá mà kiểu quai mô sắc á. Nó nhìn nó rất là nhiều cái điểm ở trên con cá này luôn. Để mình quay top view cho anh em xem nè. Đó, đau xanh đã không? Rồi đây là một cái dòng cá này cũng khá là lạ nữa. Chắc anh em ít thấy. Đó, đây chính là dòng cá bảy màu Dumbo Koi. Cái loại này mình đang bán với giá là 70.000 một cặp. Đó, vừa coi đầu đỏ của coi mà có tay bơi của Dumbo nè. À, Dumbo coi không? Để mình quay top view cho anh em xem nha. Đó, nó lên Palladium thấy không? Anh em thấy cái Palladium của con Dumbo không? Mà có cái đầu coi, đầu đỏ coi vô nữa. Nhìn rất là đẹp nha. 70.000 một cặp là rất là rẻ. Rồi, đây là dòng cá bảy màu Full Gold Ribbon. Gen và Ribbon nha. Thì cái loại Ribbon mình đang bán với giá là 80.000 một cặp. Tất cả đều là phun vẫy nhú tai nha anh em. Loại Gen thì mình đang bán với giá là 30.000 một cặp. Này quay thì mình bỏ chung vô trong một cái keo xô, mình quay luôn vừa Gen và Ribbon luôn cho nó gọn nha anh em. Rồi, đây là dòng cá bảy màu hoặc là Lotto Bass. Loại này thì mình đang bán với giá là 70k một trio. Một trio đây có nghĩa là một trống và hai mái nha anh em. Cái dòng Lotto Bass này thì nó cao hơn những cái dòng bình thường chút xíu, tại vì là nó bị nhiễm đỏ nè, rồi nhiễm bạch tạng nè, mình loại đã rồi. Thì những con cá mà màu xanh bình thường thì giá nó sẽ như thế này nha. Nhưng bù lại thì cái màu của nó rất là đẹp. Cái màu của nó là không động hàng luôn, không có dòng cá nào mà động hàng với nó được hết á. Rồi mình sẽ quay cho anh em xem cái loại HB Retro 35k một cặp nè. 35k một cặp mà rất là đẹp luôn, vây cũng rất là dày. Và cá mái nó lên là hoàn toàn là vây đỏ luôn nha.
Đó, một bộ vây đỏ ra thôi. Không, rất là rẻ anh em ơi. Cái bộ vây đỏ này ngày xưa giá rất là cao nha. Đó, ngày xưa là chỉ chơi được vây xám thôi, thấy mấy con vây đỏ này là thèm lắm. Mà giờ là vây đỏ là mình bán giá học sinh cho anh em luôn nè. Rồi, chúng ta sẽ đến với dòng cá bể màu huyền thoại. Dòng cá hoa văn mà mình thích nhất à, đấy chính là dòng cá Tiger Yellow King Cobra à, anh em thấy nè, nó lên hoa văn rất là đã luôn. Không, vằn vện như con cọp vậy á. Loại này mình đang bán với giá là 50.000 một cặp nha anh em. Đấy, dòng cá này thì nó nhìn nó là nhớ lại tuổi thơ lắm. Nhớ lại những con cá hổ ngày xưa của mình á. Mà cá hổ ngày xưa của mình là không được như vậy đâu nha. À, cá này nó có đốm đốm hoa văn nè, nó bám ở trên thân nó rồi ra cái phần hoa văn phía sau đuôi của nó nữa, rất là đẹp. Rồi, đây là cái loại cá Fun Red BDS này mình đang bán với giá là 35.000 một cặp. Đấy, cá học sinh nha. Anh em nào không chơi được những dòng cá 150, 300 kia thì mình có thể là mình mua cái loại 35.000 một cặp này cũng được. Tất cả nó cũng cùng là một bộ gen hết á. Nhưng những con mà nó không đạt chất lượng thì mình sẽ bỏ ra mình bán với giá học sinh thôi. Và cái tỷ lệ ra cá này rất là ít nha anh em. Những cá đẹp đẻ ra cá này rất là ít nha. Rồi đến với dòng cá bể màu Dumbo Bitter Dumbo Red Tail Bitter nha anh em. Loại này mình đang bán với giá là 35-50.000 một cặp. Những con tay bơi vừa thì giá nó sẽ là 35.000 một cặp. Còn những con tay bơi mà nó to nó mát rồi thì mình bán với giá là 50.000 một cặp nha. Để mình quay cho anh em xem những cái con cá mà nó tay bơi nó to mát nè. Đó, anh em thấy con cá này không? Cá trống này nè. Tay bơi nó phủ ra gần tới cái cuốn đuôi của nó luôn rồi. Rất là đã nha. Rồi, đây là dòng cá bể màu Dumbo màu sắc. Loại này mình đang bán với giá là 30.000 một cặp nha anh em. Dumbo là tay bơi của nó sẽ màu xanh. Và cái màu sắc này có nghĩa là đuôi nó răng cưa. Rất là đẹp. Hoa văn này nó nói chung con cá này nhìn cho nó rất là có điểm nhấn nha. Rất là đẹp. Đó, đuôi rất là to nha anh em. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với dòng cá bể màu coi sọt. Cái loại này mình đang bán với giá là 30.000 một cặp. Đấy, coi sọt luôn luôn rất là dễ thương luôn. Không mấy tụi cá này nó ăn trùng đó anh em. Thì đối với bên trại mình thì cá học sinh mình cũng có cho nó ăn trùng, chứ mình không có cho nó ăn phun cám nha. Nó có những trại khác thì họ cho ăn phun cám tomboy thì đương nhiên là cái body nó sẽ không có lên được như vậy rồi. Và ăn cám tomboy thì bán ra nó sẽ lời hơn, còn ăn trùng thì nó lời ít thôi nha. Rồi đây là dòng cá bể màu lưu tật sân. Dòng cá này là nó màu xanh đen và cái đầu của nó là có một cái điểm điểm nhấn, đó chính là cái màu xanh dương á, nó phản quang lên đó nè. Ở con cá trống nha, còn con cá mái thì nó không có cái đầu đầu xanh đó. Không, dòng này tựa như là dòng lưu coi vậy á. Cá mái thì không có đầu. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với dòng cá bể màu HB Blue. Thì loại này mà đang bán với giá là 30k một cặp. Và lên vay BDS luôn nha anh em, nhưng mình bán với giá là 30k một cặp. Và được cái là cái bộ gen cá HB Blue bên mình thì nó không có bị nhiễm đỏ nha. Cái bộ gen này nó không có bị nhiễm đỏ. Còn những cái bộ gen mà nó sáng, cái màu nó sáng hơn á, thì nó đẻ ra những con trống sẽ bị nhiễm đỏ. Rồi, đây là dòng cá HB Quay và AB Quay. Thì mình bỏ chung vô một cái keo xô luôn để cho anh em so sánh ha. Thì cá này nó đẻ ra, cá HB Quay bên mình á, nó đẻ ra thì vừa có AB Quay và vừa có HB Quay luôn. Anh em nhìn cái màu rất là đẹp. Và cả hai cái loại này thì mình đều bán với giá là 30k một cặp nha. Cái con AB quay á, ghép với AB quay với nhau á, thì nó sẽ đẻ ra hoàn toàn là AB quay nha. Màu trắng là mắt đỏ, còn thịt đen là mắt đen. Này, dòng này là dòng cá muốn hỏa tiễn loại không tia, đang bán với giá là 10k một cặp nha anh em. Cá này là chơi được tất cả mọi thể loại hồ luôn, từ hồ đất, hồ bạc, thùng xốp, hồ xi măng lên tới hồ thủy sinh. Nó bơi theo đàn nhìn rất là đẹp nha.
Rồi để mình quay cho anh em xem cái loại có tia nè. Này, đây chính là loại có tia. Thì loại này mình đang bán với giá là 15k một cặp. Đó, cá rất là đẹp. Mà mình thích, cái điểm mình thích nhất ở trên cái con cá muống hỏa tiễn này là cái màu của nó đỏ huyết nha. Đó, vậy đó, nên mình mới làm cái dòng này. Rồi, video đến đây mình cập nhật tất cả những cái dòng cá bẻ màu bên trại của mình xong rồi đó. Anh em thấy thích cái dòng cá nào thì có thể là ủng hộ cho trại mình nha. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình.